À, tính tiền nước nha. Đây là cái bảng mà tính tiền nước của cái các hộ gia đình sử dụng tiền nước. Thế thì ở đây thì một hộ gia đình thì nó sẽ có cái số cũ và số mới mà sau mỗi chốt từng tháng. Ví dụ số cũ thì là ngần này, và đến cái tháng 6 này đã được là số mới là 500. Đó, thì chúng ta sẽ tính được ngay cái tiêu thụ của cái tháng đấy, đúng không? Đúng không? Thế bây giờ đơn giản là tôi lấy số mới trừ đi số cũ bằng cái số điện mà tiêu thụ của cái tháng đấy. Thế thì cái câu đầu tiên này thì chúng ta đã làm được ngay này. Đấy. Câu này thì ok nha. Rất đơn giản đúng không? Câu này thì không có vấn đề gì. Sẽ bằng cái số này đi, trừ bỏ cái số nhỏ này đi. Đấy, ra luôn. Đấy, nhà D này là sử dụng 30 tháng 6 này sử dụng 30 số điện, à số nước xin lỗi. Đấy, thì chúng ta chỉ cần việc kéo xuống để xem những cái nhà này, ví dụ nhà Thảo này 39 này. Nhà Hòa này là sử dụng nhiều nhất 420 số điện này. À số nước xin lỗi, quên cái nước xin lỗi nha. Đấy, thì tiếp theo thì biết mỗi gia đình sử dụng bao nhiêu số điện trên tháng 6 rồi, đúng không? À, số nước trên tháng 6 rồi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái tiền cho mỗi gia đình, cái tiền nước. Đó. Thế thì ở cái này thì nếu mà để tính tiền thì nó lại là ở cái câu 2 này. Đây, chúng ta nhìn cái câu 2 này nha. Câu 2 này thì tính từng tiền nước, nó lại biết rằng là tiền nước bằng tiêu thụ nhân đơn giá thì đúng rồi. Đấy là cái đơn giản. Nhưng đơn giá này nó lại được tính theo phương pháp lũy kế. Đấy, lũy kế, lũy tiến, xin lỗi, lũy tiến như này. À, số mét vuông tiêu thụ thứ nhất là trong khoảng 0 đến 50 thì đơn giá nó là 100 ngàn. Đấy, 51 đến 100 thì nó lại là 150, và trên 100 là 200 ngàn. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ bằng cái tiền cái tiêu thụ trước. À, bằng này. Chúng ta cho to to tí ra. Bằng này. Thứ nhất là cái tiêu thụ này, tiêu thụ đây đúng không? Nhân với cái thằng đơn giá. Đơn giá thì chúng ta phải làm hàm ít. Đúng không? Nếu nhân với thôi, chúng ta làm tính cái đơn giá này trước đi. Chúng ta giả sử chúng ta tí nữa chúng ta thêm đây là tạm thôi, hàm tạm hoặc cho ra đây. Đúng không? Để chúng ta tính cái này. Đó. Này, chúng ta sẽ tiền nước tiền nước sẽ bằng tiêu thụ nhân đơn giá theo cái bậc này nha. Đây, tôi sẽ thứ nhất là đấy, cái này là sẽ tính theo 0 đến 50 này. 0 đến 50 chúng ta lấy đơn giá là 100. Đó. 51 đến 100. Đây, 51 đến 100 thì chúng ta lấy 150. Đúng không? Thì còn lại thì chúng ta lấy 200. Đấy là cái công thức mà tính tiền theo lũy tiến. Đó. Sau đó thì cái này sẽ bằng cái tiền theo lũy tiến của đơn giá rồi, và chúng ta nhân với cái tiêu thụ. Nhân với cái tiêu thụ chính là cái này này. F6. F6 đó. Thì chúng ta enter ra kết quả. Đấy. Tiền nước. Ví dụ như cái đầu tiên này nhé, nó tiêu thụ của nó là nằm trong này, tức là đơn giá bằng 100. Bằng 100 nhân với 32 thì 3 bằng 3.200 là đúng rồi. Đấy, cái đầu tiên đúng rồi. Khi công thức đúng rồi thì chúng ta chỉ cần copy công thức cho các hộ còn lại. Đó. Rồi, ok. Như vậy là chúng ta đã tính được câu 2.
rồi chúng ta sẽ format nó để cho nó ở trạng thái là đây 3.200, trong này 10.500. Tiêu thụ là 32. Ở đây là năm đó. Tiếp theo đến cái phụ phí nha. Phụ phí thì phụ phí lại bằng tiền nước nhân với phần trăm phụ phí. Phần trăm phụ phí thì lại được tính theo lũy kế như thế này, đúng không? Thế chúng ta lại lấy lại cái công thức giống như trên này thôi. Ở đây chúng ta sẽ lấy lại cái công thức đấy nhá. Đây thì chúng ta lấy được cái công thức vừa nãy theo lũy kế đây. Đấy. Thì chúng ta có thể tính ra ngoài nhá. Đây rồi. Đây thì cái nước này nó cũng tương ứng với cái phương pháp bên trên thôi. Đây, giống như cái này. Thì chúng ta lấy theo cái công thức ở phía trên này, chúng ta vừa copy rồi. Đây, ví dụ chúng ta nhìn thấy cái công thức phía trên đây thì mình áp vào là 0.50 thì lấy 0.02 là 2%. Đấy. 51 đến 100 thì chúng ta lấy 3% là 0.03. Còn lại thì chúng ta lấy 5% là 0.05. Đúng rồi. Thế chúng ta sẽ copy cái công thức này nhé. Copy cái công thức này. Thế thì cái phụ phí nó sẽ được tính là phụ phí sẽ bằng tiền nước nhân phần trăm phụ phí. Đấy. Phần trăm phụ phí tiền nước này nhân phần trăm phụ phí. Phụ phí được tính theo cái công thức ở dưới này. Vậy thì sẽ phụ phí sẽ bằng phụ phí này sẽ bằng tiền nước nhân với cái phần trăm phụ phí, cho chúng ta cho bằng ở đây này, bằng này tiền nước này. Đấy, nhân với cái phần trăm phụ phí. Bằng cái đấy, cái phần trăm phụ phí này xong nhân với cái tiền nước nha, phần trăm phụ phí nhân tiền nước đấy, ra kết quả nói gì rồi bằng ít n, nếu bằng không nhỏ hơn bằng 50 thì lấy 0.02, lớn hơn 51 thì 0.03. đúng rồi, nhân G6 là tiêu thụ phụ phí tiền rồi bằng 64. Đây, bằng tiền phụ phí bằng tiền nước này nhân phụ phí này, tiền nước đấy bằng cái G6 này là tiền nước, F6 này là tiền nước, F6 G6 chứ. Đây, bởi vì cái phụ phí này bằng tiền nước nhân với cái này chứ. Tiền nước thì nó lại là ở thằng G6. Mình phải đổi. À đây vẫn còn giữ G6 đây, đúng rồi. Đấy. Thế theo cái phụ phí thì nó sẽ ra cái này. Chúng ta kéo xuống để copy những cái còn lại. Rồi. Xong phụ phí nhá. Tiền phụ phí đã xong này. Thế bây giờ còn cái phải trả bằng tiền nước cộng phụ phí. Bằng tiền nước này cộng phụ phí sẽ bằng cái này. Bằng auto sum. Auto sum của cái này. Không ra hả? Sẽ bằng auto sum này của cái này thôi. Nó lại tính tổng tất à? Đây chúng ta chỉ nó chậm đấy. Chúng ta chỉ còn bôi đen thôi.
Kết quả đấy là phải trả đấy, rồi phải trả, ok nhá, cái câu 4 này ok này. Xong rồi, tổng cộng, tính tổng cộng, tổng cộng tiêu thụ tiền, tiêu thụ tổng cộng cho các cột tiêu thụ tiền, tiêu thụ này tiền nước, phụ phí và phải trả, tổng tức là tính tổng này. Tiêu thụ đầu tiên này chúng ta chỉ cần để vào đây thôi, chúng ta auto sum cái này nó ra đơn giản mà. Đấy. Enter đấy là cái này bỏ đi này, cái này là tính tổng rồi đúng không, cái này là chúng ta cho cái công thức auto sum à, enter chấm hết đấy, cái này là sum rồi, rồi cái này nữa, cái này xóa đi này. Xóa này đi, xóa này đi. Chúng ta chỉ cần việc auto sum mà. Tự nó ra. Còn cái này nó tự nó nhảy, nó công thức cũ rồi. Đấy, chúng ta. Đấy, như vậy là chúng ta tính auto sum của tổng cái phần này. Rồi. Ok, cái này là ok. Định dạng và kẻ khung, cái định dạng này thì đơn giản thôi, chúng ta đây này, ta thích này đó. Như vậy là chúng ta được một cái bảng tính rồi, chúng ta muốn bôi màu hay như nào tùy thuộc vào chúng ta nhé, cái này nó chỉ là phụ thôi, đơn giản đấy. Và cái này đấy, ok, rồi xong rồi. Cảm ơn các bạn nhé. Rồi, xin chào, tạm biệt.